Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ ba, ngày 12 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đến dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 12 năm 2023 tại thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Kim Tháp, đồng chí Trần Quốc Văn nhấn mạnh hai nội dung cần đưa vào nghị quyết chi bộ, tập trung vận động tuyên truyền người dân triển khai thực hiện trong thời gian tới là đề án quy hoạch bãi đỗ xe và khu vực xử lý nước thải dân sinh trong khu dân cư. Chi bộ cần phấn đấu mỗi năm có 3 đến 5 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng, ưu tiên đối tượng là các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường sự thống nhất để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Sáng nay, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự kéo dài từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh thời gian tới, nhất là thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự các loại tội phạm vi phạm pháp luật sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp đấu tranh có hiệu quả, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên vừa nhận được đơn tố cáo của anh Trần Văn Bình, nhân viên đội an ninh chợ Thái Khang, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, phản ánh về việc thời gian vừa qua, anh cùng với một đồng nghiệp đã bị một nhóm người sống gần khu vực chợ hành hung bằng hung khí. Sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2023 khi anh Bình và anh Thế, nhân viên đội an ninh của chợ, đi tuần tra thì phát hiện tấm tôn chắn giữa khu vực trông giữ xe với khu vực nhà dân liền kề đã bị đổ bất thường. Thấy vậy, hai anh vào khu vực này để dựng lại tấm tôn thì lập tức bị một nhóm người có hung khí tấn công. Sự việc xảy ra vào ban ngày, thời điểm này có rất đông tiểu thương và người dân nên đã khiến cho tình hình an ninh trật tự tại đây hỗn loạn trong thời gian ngắn và gây bức xúc cho nhân dân. Sự việc xảy ra đến nay đã gần một tháng. Dư luận cho rằng sự chậm trễ vào cuộc của các cơ quan chức năng huyện Tiên Lữ khiến cho tình hình an ninh trật tự tại đây chưa được đảm bảo. Hai nhân viên đội an ninh chợ Thái Khang dù không bị thương tích nặng nhưng việc bị hành hung khiến họ hoang mang phải xin nghỉ nhiều ngày để ổn định tâm lý. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và 36 bị cáo liên quan trong vụ Việt Á. Hơn 70 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị truy tố hai tội danh là đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị truy tố cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Để giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có trên 2.380 ngôi mộ cần di chuyển. Đến nay, toàn huyện đã di chuyển được trên 500 ngôi mộ về khu mới, đạt 22%. Trong đó, xã Thắng Lợi đã hoàn thành di chuyển được 100% các ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 về khu nghĩa trang mới. Qua ghi nhận, việc di chuyển mộ tại các địa phương ở huyện Văn Giang để làm đường vành đai 4 nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân. Hiện Ban giải phóng mặt bằng huyện Văn Giang đang nỗ lực cùng với các địa phương tập trung cao trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng nghĩa trang mới, nghĩa trang mở rộng cùng các bể mộ. Dự kiến giữa tháng 11 âm lịch, công tác di chuyển các phần mộ tại xã Vĩnh Khúc và Mễ Sở sẽ được nhân dân di chuyển tập trung đảm bảo kế hoạch đề ra. Tiếp tục các thông tin đáng chú ý. Sáng qua, tỉnh Hậu Giang long trọng khai mạc triển lãm Con đường lúa gạo Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023.
với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt, con đường lúa gạo là không gian triển lãm giới thiệu hành trình từ sơ khai đến phát triển không ngừng của gạo Việt. Con đường lúa gạo dài 1.300 m được hoàn thành sau 20 ngày thi công. 20.000 chậu lúa được người dân Hậu Giang trồng, góp phần phá kỷ lục về con đường. Riêng bản đồ lúa gạo Việt Nam sẽ sưu tập tất cả các giống lúa đặc sản của 63 tỉnh thành trên cả nước. Những giống lúa đã giúp Việt Nam khẳng định vị thế chất lượng hạt gạo Việt, một cường quốc về lúa gạo trên thế giới. Con đường lúa gạo Việt Nam sẽ trưng bày đến ngày 3 tháng 1 năm 2024. Trong nửa cuối tháng 12, miền Bắc có thể đón liên tiếp các đợt không khí lạnh mạnh khiến trời rét đậm, rét hại kéo dài, nền nhiệt thấp hơn hẳn so với trung bình nhiều năm, trái ngược với thời tiết nửa đầu tháng 12. Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định đợt không khí lạnh mạnh từ ngày 16 tháng 12 sẽ khiến cho miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có thể xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa đông 2023-2024 với nhiệt độ thấp nhất vùng núi phía Bắc dưới 10 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Đến khoảng ngày 18-19 tháng 12 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, mạnh tràn xuống nước ta. Trời tiếp tục rét đậm, rét hại kéo dài, riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối và băng giá. Theo các chuyên gia, rét đậm đến sớm nên nhiệt xuống rất thấp ngay giữa tháng 12 là điều khá hiếm gặp trong bối cảnh thời tiết nước ta đang chịu tác động của El Nino với đặc trưng là mùa đông đến muộn và ấm. Những ngày này trên phố Hàng Mã của thủ đô Hà Nội, không khí Noel đã tràn ngập khắp nơi, mang theo nhiều niềm hy vọng về một mùa Giáng sinh an lành. Mọi góc đường đều trở nên nổi bật nhờ những món đồ trang trí bắt mắt, tất cả như tô điểm thêm cho những bức hình ấn tượng của người dân cũng như du khách. Nhiều du khách quốc tế đã lựa chọn tận hưởng Noel năm nay tại Việt Nam với những cảm xúc khác nhau. Những ca khúc với những giai điệu gần gũi ngân vang, những món quà đang được chuẩn bị để trao gửi đến những người thân yêu. Tất cả như đã sẵn sàng để chào đón một mùa Giáng sinh yêu thương tràn đầy hy vọng. Tiếp tục với phần tin quốc tế, Thủ tướng Rishi Sunak mới đây đã tham gia phiên điều trần về cách chính phủ Anh xử lý cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Thủ tướng Anh khẳng định sẽ tích cực hợp tác điều tra với một tinh thần thẳng thắn, mang tính xây dựng. Trong phiên điều trần này, ông Sunak đối mặt với các câu hỏi liên quan đến chính sách khuyến khích người Anh ăn uống ở ngoài mà ông đưa ra vào thời điểm dịch bệnh bùng phát vào năm 2020. Phiên điều trần cũng sẽ xem xét tác động của chính sách này đối với tỷ lệ lây lan dịch COVID-19, cũng như xét đến trách nhiệm của ông Sunak trong thời điểm đó. Ông Sunak trở thành thành viên tiếp theo trong chính phủ tiền nhiệm ở Anh thời điểm xảy ra đại dịch tham dự điều trần sau cựu Thủ tướng Boris Johnson. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa dự lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm mới chạy bằng năng lượng hạt nhân trong ngày 11 tháng 12. Tổng thống Putin cho hay, cả hai tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân mới sẽ sớm nhận nhiệm vụ ở Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh chúng là một phần của hai lớp tàu ngầm riêng biệt Nga đang triển khai. Một trong hai tàu thuộc lớp đa năng Yasen được trang bị tên lửa tầm xa chính xác cao mà Tổng thống Putin cho rằng có thể tấn công các mục tiêu trên biển lẫn trên bộ. Chiếc còn lại là tàu ngầm lớp Murray được trang bị 16 tên lửa Bulava bằng ngư lô hiện đại. Tên lửa Bulava dài 12 mét có tầm bắn ước tính lên tới khoảng 8.000 km và có thể mang tới 6 đầu đạn hạt nhân. Singapore sẽ tăng gấp 3 lần nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo AI trong vòng 3 đến 5 năm tới. Đây là một phần trong phiên bản sửa đổi của chiến lược quốc gia về AI mà chính phủ Singapore vừa công bố nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong cuộc chạy đua công nghệ toàn cầu. Các biện pháp mới này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại đảo quốc sư tử. Singapore sẽ tăng gấp 3 lần số nhân tài trong lĩnh vực AI lên 15.000 người bằng cách thiết kế lại các chương trình học nghề hiện có. Singapore cũng sẽ tập trung vào việc thu hút những nhà sáng tạo AI hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Singapore cũng cam kết cung cấp cơ sở hạ tầng và môi trường thuận lợi cho tất cả các giai đoạn của chu kỳ phát triển AI. Và chiến lược mới được kỳ vọng sẽ giúp Singapore trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực AI. Thành phố Seoul, Hàn Quốc vừa đưa vào vận hành thực nghiệm tuyến xe buýt tự hành vào ban đêm để vận chuyển hành khách giữa các khu vực đông đúc nhất của thành phố này. Seoul cho hay, dịch vụ này đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới xe buýt tự hành được đưa vào phục vụ riêng các tuyến giao thông công cộng vào ban đêm. Hai xe buýt tự hành mang số hiệu A21 đã bắt đầu hoạt động từ tối 4 tháng 12 theo giờ địa phương. Xe hoạt động theo tuyến đường gồm 20 điểm dừng nối các khu vực sầm uất nhất tại thành phố Seoul. Theo quy định, toàn bộ hành khách trên xe đều phải thắt dây an toàn và không được phép đứng trong toàn bộ hành trình di chuyển.
xe chạy chậm hơn so với xe buýt thông thường, duy trì ở tốc độ từ 30 đến 40 km/h và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước. Seoul có kế hoạch vận hành xe buýt miễn phí trong một thời gian trước khi chuyển sang thu phí dịch vụ trong nửa đầu năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18:30 hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.